Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với DKDB. Như các bạn đã biết thì lần trước DKDB đã làm một video về top 10 những nhân vật mạnh nhất dựa theo câu chuyện. Và nó cũng gây khá nhiều sự tranh cãi về việc là mình không đưa Shao Kahn vào trong clip. Nên là hôm nay mình sẽ làm clip top 10 những chiến binh mạnh nhất trong giải đấu Mortal Kombat. Let's go! Ở vị trí thứ 10, chúng ta có Cung Lờ Mao. Cung Lờ Mao vốn là một nhà sư thiếu lâm và là một thanh niên của tổ chức White Lotus, một tổ chức được tạo ra bởi thần đằng Rái Đen. Khác với tổ tiên của mình là The Great Cung Lao, người đã chiến thắng giải Mortal Kombat và bảo vệ Earthrealm, thì Cung Lờ Mao lại không hề có ý định trở thành nhà vô địch, mà chỉ muốn sống cuộc sống yên bình. Cho đến khi thần đằng Rái Đen nó reset lại dòng thời gian và bằng phép màu nào đó, biến Cung Lờ Mao thành thằng chầu tre, luôn tìm cách để chứng minh bản thân mình hơn Liu Kang. Cung Lờ Mao được huấn luyện bởi Boracho, cho nên khả năng của anh là không thể bàn cãi, mặc dù ông thầy có hơi nghiện rượu một tí. Sức mạnh của Cung Lờ Mao chủ yếu đến từ cái mũ. Cung Lờ Mao có thể hoàn toàn điều khiển mũ của mình theo ý muốn mà khiến nó quay lâu như fidget spinner. Ngoài ra thì anh cũng có thể tay lay ngắn nữa. Đến phiên bản Mortal Kombat 11, Cung Lờ Mao được thêm sức mạnh tổ tiên. Anh sẽ triệu hồi The Great Cung Lao tới phù hộ giúp anh bắn trưởng. Dù sức mạnh của Cung Lờ Mao nghe có vẻ phèn hỉa, nhưng mà Cung Lờ Mao đã đánh bại được Quan Chi, Samsung, Kintaro và còn suýt nữa đánh bại được Shao Kahn, cho đến khi anh bị bẻ cổ. Top 9, Kitana. Kitana là một bà già 10.000 tuổi. Anh em không nghe nhầm đâu, 10.000 tuổi thật đấy. Nhưng vẫn được coi là trẻ Edenia. Cô là công chúa của Edenia cho đến khi Edenia bị Shao Kahn xâm lược, và cô trở thành một cánh tay đắc lực của Shao Kahn. Phần lớn cuộc đời, Kitana là một sát thủ máu lạnh, vô cùng trung thành và sẵn sàng làm mọi thứ vì Shao Kahn, cho đến khi cô biết sự thật về bản thân và dẫn một đội quân lật đổ Shao Kahn. Là một người ra từ cùng lò đào tạo với chết, Kitana biết sử dụng gậy và phi tiêu, nhưng cô vẫn luôn sử dụng chiếc quạt sắt của mình để làm vũ khí chính. Với phép thuật của Edenia, Kitana có thể tạo ra những lốc xoáy nhỏ, dịch chuyển một khoảng cách ngắn và bay, nhưng mà không được cao lắm. Sức mạnh của Kitana cũng được chứng minh khi cô đánh bại được Shao Kahn. Ở vị trí thứ 8 là Johnny Cage. Johnny Cage tên thật là Jonathan Cotton, nếu mà anh em thắc mắc nhé. Vốn là một ngôi sao Hollywood đang xuống dốc sự nghiệp, tham gia giải đấu Mortal Kombat để show off kỹ năng của bản thân, vì những nhà phê bình chê Johnny sử dụng quá nhiều hiệu ứng kỹ xảo trong phim. Sau khi tham gia giải đấu, Johnny đã vô tình va phải con đĩ tình yêu với Sonya Blade và trở thành một trong những người bảo vệ quan trọng nhất của Earthrealm, kiêm một con hề của series Mortal Kombat. Chặng đường phát triển của Johnny Cage đã hóa thân từ một con hề thành một con người nghiêm túc hơn. Nhưng mà đến mùa cao 11 thì con hề Johnny Cage lại được mang từ quá khứ trở về. Nhìn thì giống như một thằng hề, nhưng Johnny lại là một chiến binh vô cùng mạnh. Anh đã dành thời gian của mình để thông thạo nhiều loại võ thuật, điển hình là karate. Johnny còn được biết đến là hậu duệ của giáo phái Đạo Âm, gốc là giáo phái ở Địa Trung Hải, nơi lai tạo sức mạnh con người với thần. Việc này giúp Johnny có thể bắn trưởng ra từ tay, phi thân tới kẻ địch và để lại dự ảnh ở sau lưng. Đến Mortal Kombat 10, Johnny đã được búp để cho sức mạnh này bao bọc quanh cơ thể anh, giúp anh có thể đánh tay bo với Elder God sa ngã Shinnok và đánh bại hắn. Các vũ khí của Johnny cũng rất khác biệt so với vũ khí truyền thống, như là một chiếc camera có tác dụng như flash của đồng đội, một cái kính râm phát nổ. Johnny còn có một đòn đánh đặc trưng của mình là triệt sản đối phương. Ở vị trí thứ 7 là Cassie Cage. Sau trận chiến ở Netherrealm, Johnny và Sonya đã kết hôn và có đứa con gái tên là Cassie Cage. Hai vợ chồng nhanh chóng ly dị vì Sonya là một con đĩ cuồng công việc. Cassie vì là con của ông bố giàu và chồng tre nên cô vô cùng bố láo khi còn bé, nhưng thay đổi 180 độ khi bị bắt cóc bởi băng Black Dragon. Việc bị bắt cóc đã thôi thúc Cassie tham gia Special Forces, nơi mà cô được cả bố lẫn mẹ huấn luyện võ thuật. Khả năng của Cassie gần như là tương tự với Johnny Cage. Cô còn được thằng cha mình truyền lại cho kỹ năng phòng thủ tối thượng, đó chính là đấm cù. Nhưng mà tôi xếp Cassie ở cao hơn vì tôi xịn. Xếp. Ngoài ra, Cassie sử dụng một cặp lục đôi và một con drone trong chiến đấu. Với sức mạnh từ cha mình, Cassie đã đánh bại Elder God Shinnok ở trạng thái full sức mạnh và nhiều chiến binh khác. Thật nhiều lắm, tôi đều muốn liệt kê đâu. Nằm ở vị trí thứ 6 là Scorpion. Hanzo Hayashi, hay còn được biết đến là Scorpion, là một ninja của dòng Shirayu, đồng thời cũng là người giỏi nhất. Trong một lần làm nhiệm vụ, Scorpion đã bị giết bởi Sub-Zero Bi-Han và bị gửi xuống Netherrealm. Sau đó, Scorpion bị Quan Chi lừa là Bi-Han đã gửi toàn bộ tộc Shirayu đi Tây Thiên, trong đó có vợ con của anh. Vì vậy, Scorpion đã đồng ý trở thành một bóng ma và làm tay sai cho Quan Chi để trả thù Bi-Han.
Scorpion đối đầu với Bi-han tại giải đấu Mortal Kombat đầu tiên và thành công trả thù, đồng thời vô tình tạo ra bóng ma hận thù núp Cyborg. Không lâu sau đó, anh phát hiện ra Quan Chi mới chính là kẻ đã diệt tộc Shirayu và đặt mục tiêu trả thù mới là Quan Chi. Tại dòng thời gian mới, Scorpion đã khôi phục lại được dáng người của mình, chắc đâu được Quan Chi. Do ở Netherrealm một thời gian khá là dài, Scorpion đã đạt được khả năng sử dụng lửa chùa của Netherrealm. Nhờ vậy, Scorpion trở nên hoàn toàn miễn nhiễm với lửa. Scorpion cũng rất linh hoạt trong việc sử dụng khả năng của bản thân. Hầu hết các đòn của Scorpion được cường hóa bởi lửa. Scorpion còn có thể triệu hồi những con quỷ từ dưới chân đối phương lên để thiêu đốt chúng. Khi cần kích liễu của đối phương, Scorpion sẽ bỏ mặt nạ ra và đốt cháy kẻ địch bằng hơi thở của lửa. Scorpion có khả năng biến thành ngọn lửa, dịch chuyển bản thân trong một phạm vi nhất định. Khả năng này được Scorpion thể hiện thành thạo trong ám sát và chiến đấu, giúp anh ta nhanh chóng xử lý những kẻ ngáng đường. Thêm vào đó, Scorpion cũng có các kỹ năng của ninja với khả năng sử dụng mọi loại vũ khí, nổi bật nhất là Ninjato và Kunai với kỹ năng đặc trưng là đồng thời vì là một bóng ma nên Scorpion không thể chết nếu linh hồn của anh vẫn còn hận thù. Điều này đã chứng minh khi Scorpion bị Havik đấm vỡ phổi và lồng ngực trong Mortal Kombat X. Ở vị trí thứ 5 là Sub-Zero. Đối lập với lửa chùa của Scorpion là Sub-Zero. Cái tên Sub-Zero này được sử dụng bởi hai người là Bi-han, người đã giết Scorpion, sau đó bị Scorpion giết ngược lại và trở thành Noob Saibot. Người còn lại là Khoai Lang, em trai của Bi-han. Dù Sub-Zero là hai người khác nhau, nhưng xét về khả năng và sức mạnh thì gần như tương đồng. Cả hai anh em đều được huấn luyện bởi tộc Ninh Quay và được coi là hai người giỏi nhất tộc. Thêm vào đó, họ còn là Cryomancer, một chủng tộc bị đầy khỏi Adenia, có khả năng điều khiển băng bẩm sinh. Như đã nói, vì là Cryomancer, lên Sub-Zero có khả năng điều khiển băng và khả năng mạnh dần theo mỗi phiên bản của Mortal Kombat. Ngoài việc đóng băng được kẻ địch, Sub-Zero có thể hấp thụ không khí xung quanh, lưu trữ nó trước khi giải phóng hoặc dùng để giảm nhiệt độ xung quanh. Do đã quen với nhiệt độ thấp, Sub-Zero có thể kháng lại được năng lực đóng băng của Cryomancer khác. Điều này được chứng minh khi Frost không thể đóng băng được cánh tay của Sub-Zero ở Mortal Kombat X Comic. Sub-Zero cũng có khả năng dịch chuyển bằng cách tạo ra một phân thân băng của bản thân và tái tạo lại cơ thể ở vị trí mới, hoặc sử dụng phân thân đấy để đánh bom cảm tử. Sub-Zero có thể sử dụng được băng để tạo thành nhiều loại vũ khí như là kiếm, dao, búa, rìu, giáo, khiên, tường, nói chung là nhiều vơ lơ. Ngoài ra, Sub-Zero còn có huy chương của rồng và bộ giáp của tổ tiên để giúp anh tăng cường sức mạnh bản thân. Ở vị trí thứ tư, chúng ta có Koro Khan. Koro là một thành viên của tộc Aztec, một bộ tộc khá là giống người Aztec, chủ yếu là sống bằng việc săn bắn và thống trị bằng vàng. Ngoài ra, tộc Aztec toàn các chiến thần, họ chưa biết thua trong chiến đấu bao giờ. Nhưng mà tất nhiên là cho đến khi bị xâm lược bởi Shao Kahn và đội quân của hắn. Sau trận chiến, Koro trở thành người duy nhất còn sống. Vì là người Aztec, Koro có sức mạnh thể chất vượt xa người thường, có thể sử dụng được ánh sáng của đảng để gia tăng sức mạnh, hồi máu cho bản thân và đồng thời thiếu đốt bộ bà quẹ. Đến MK11, Koro có thể hóa thân thành một con mèo đen siêu to khổng lồ để cắn xé đối thủ. Thêm vào đó, Koro có thể sử dụng ma thuật máu đến từ con dao Kamidogu của Outworld. Điều này đã khiến cho sức mạnh Koro được tăng lên đáng kể. Không những thế, ma thuật còn tăng sức mạnh và khả năng hồi phục cho Koro khi hấp thụ máu của kẻ địch. Koro còn có thể triệu hồi 3 loại cột để gia tăng sát thương, tăng phòng thủ và hồi phục khi tấn công đối phương. Cuối cùng, Koro còn sử dụng được Telekinesis nhưng không được hiệu quả như các pháp sư như là Ermac hay là Samsung. Và khả năng này cũng chưa được xuất hiện trong gameplay của Mortal Kombat bao giờ. Và ở vị trí thứ 3 là sự góp mặt của Shao Kahn. Shao Kahn là một bạo chúa phản diện của series Mortal Kombat. Hắn có sức mạnh có thể cạnh tranh được với những vị thần, thậm chí là vượt qua các vị thần, ví dụ như thần đằng Raiden. Shao Kahn được biết đến là một vị bạo chúa vô cùng nhẫn tâm, tàn bạo, vô cùng thích hành quyết, nhưng đôi khi sẽ tha cho cấp dưới của mình nếu họ chứng minh được giá trị của bản thân. Mọi người nghĩ Shao Kahn khỏe vì sức mạnh thể chất của mình, nhưng sức mạnh thật sự của Shao Kahn là một sự am hiểu về hắc thuật. Giống với tay sai Samsung, Shao Kahn có thể hấp thụ sức mạnh của các linh hồn khác để tăng sức mạnh của mình. Ở Mortal Kombat Deception cũng đã tiết lộ Shao Kahn từng là cố vấn của vua rồng Onaga và có chức vụ giống như thần đằng Raiden, nên Shao Kahn có thể được coi là thần bảo vệ của Outworld. Xuyên suốt series Mortal Kombat, Shao Kahn thể hiện mình là một cá thể mạnh mẽ. Hắn có thể sử dụng phép thuật, thêm vào đó là sức mạnh và độ bền siêu phàm. Khả năng hấp thụ linh hồn không chỉ đem lại cho Shao Kahn sức mạnh mà còn cho hắn kiến thức của linh hồn đó. Shao Kahn còn là một trong ít người sử dụng được sức mạnh đèn lồng xanh như Johnny Cage, Cassie Cage, Nightwolf và Jade. Nhưng Shao Kahn là người sử dụng nó linh hoạt nhất. Shao Kahn có thể sử dụng năng lượng xanh để tạo ra vũ khí như giáo hoặc là tạo ra những bức tường phản lại đạn kẻ địch. Năng lượng xanh còn được Shao Kahn sử dụng để bắn trưởng các thứ tay và mắt, đồng thời cường hóa các đòn đánh của hắn. Mặc dù khỏe như vậy nhưng Shao Kahn lại vô cùng kiêu căng và tự tin thái quá nên đã thất bại rất nhiều trong việc chinh phục Earthrealm. Và nằm ở vị trí thứ hai, chúng ta có Gyros. Gyros là cánh tay đắc lực của cái cánh giữ thời gian Kronika, hay nói chính xác hơn là một sản phẩm được tạo ra bởi Kronika.
Chính vì vậy, Giras sử dụng sức mạnh ngang hàng với các vị thần và có thể điều khiển thời các thời gian. Nhưng khả năng đáng chú ý nhất của Giras là sự bất tử của hắn. Khi tạo Giras, Kronika đã biến hắn thành một điểm cố định trong thời gian, không thể bị phá hủy. Dù có bị chém bay đầu thì Giras cũng sẽ được hồi phục chỉ sau vài phút quảng cáo. Thêm vào đó, mỗi lần Giras hồi phục thì hắn sẽ trở nên khỏe hơn và khôn hơn. Khỏe hơn thì có đấy, nhưng mà khôn hơn thì tôi chưa thấy ở chỗ nào. Tôi thấy Giras toàn bị mấy thằng khác lôi ra là báo cảnh đấy. Với khả năng sử dụng các thời gian, Giras có thể dừng, teleport, thu ngược thời gian, đồng thời có thể sử dụng cát để tạo ra vũ khí cho bản thân hoặc tạo những vật cản như là bức tường. Thậm chí là Giras có thể xóa sự tồn tại của kẻ địch khỏi dòng thời gian, nhưng tôi đéo bao giờ thấy sử dụng nó. Đây lý do tại sao nó không bao giờ khôn lên đấy các bạn. Và nằm vị trí đầu tiên, tất nhiên chính là Liu Kang của chúng ta rồi. Liu Kang, người được chọn là nhân vật chính của series Mortal Kombat và cũng là chiến binh khỏe nhất của Realm. Liu Kang bị bỏ rơi bởi bố mẹ mình trước cổng của Order of Light và được Raiden nhận nuôi. Từ đó anh bắt đầu sống và luyện tập tại học viện Wuxi. Từ đầu, Liu Kang đã cho thấy bản thân là một trong những chiến binh khỏe nhất, thậm chí chiến thắng trong giải đấu Mortal Kombat đầu tiên của mình. Liu Kang sở hữu sự nhanh nhẹn, độ bền, sức mạnh đáng kinh ngạc. Kỹ năng này được rèn luyện trong khóa huấn luyện của anh với Bo Raicho. Trong thời gian tập luyện võ cùng Bo Raicho, Liu Kang đã tìm ra cho mình vũ khí ưa thích, sử dụng lưu luyện là cô nhị khúc, cùng với đó là kỹ năng đặc trưng của mình, đá xe đạp và cú đá phi thân. Liu Kang còn có khả năng điều khiển lửa. Anh thường xuyên sử dụng lửa để bắn đạn và biến thành một con rồng kết liễu đối thủ. Tiềm năng của Liu Kang là vô cùng cao. Chính Kronika cũng phải sợ tiềm năng của anh, khi bà ta luôn tìm cách tách Raiden và Liu Kang ở mọi giờ thời gian để tránh việc Raiden giúp Liu Kang trở thành thần lửa chùa. Nhưng mà trong Mortal Kombat 11, Liu Kang đã hợp thể với Raiden để trở thành thần lửa chùa, và lúc này Liu Kang đã solo thắng Elder God Sejion, hạ gục luôn Kronika, và đó là kết thúc cho câu chuyện. Và đó chính là top 10 những chiến binh mạnh nhất của giải đấu Mortal Kombat. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ để cho kênh mình một like, một subscribe và nhớ đập vào cái nút chuông để luôn nhận được những thông báo mới nhất về DKDB nhé. À, mà tất nhiên là nếu mà anh em có những ý kiến trái chiều gì hãy nhớ để comment phía dưới. Còn bây giờ thì DKDB out.